Nửa kia của Ronaldo, Messi, Neymar, người phá của, kẻ vì tiền chịu nhục để bạn trai ngoại tình. Những chàng cầu thủ hào hoa giàu có nhất thế giới thường có lịch sử tình ái dài dặn. Người tình của họ dù yêu lâu dài hay ngắn ngủi đều là những nhan sắc quyến rũ. Tuy nhiên không phải nàng quáp nào cũng được lòng công chúng. Bà xã Messi học vấn khủng, cách dạy con khiến ai cũng nể. Ở tuổi U40, Antonella Roccuzzo, nóc nhà của Messi, sở hữu vẻ ngoài quyến rũ và nhan sắc nổi bật không thua kém các mỹ nhân Hollywood. Bên cạnh đó, cô nàng còn được biết đến với học vấn khủng và sự nghiệp thăng hoa. Antonella Roccuzzo, 1988, là con gái thứ hai trong một gia đình tri thức ở thành phố Rosario, Argentina. Bà nội cô là người sáng lập và hiện giờ bố cô là chủ sở hữu chuỗi cửa hàng siêu thị lớn Unico. Mẹ cô không tham gia hoạt động kinh doanh mà chấp nhận lui về phía sau làm nội trợ chăm sóc cho gia đình của mình. Từ nhỏ đến lớn, Antonella Roccuzzo luôn là học sinh có thành tích học tập nổi trội trong lớp. Cô tốt nghiệp trường National University of Rosario, Đại học Quốc gia Rosario, bằng cử nhân khoa học xã hội. Tuy nhiên do cảm thấy không phù hợp nên cô theo học thêm về nha khoa và ngành truyền thông. Dù từng theo đuổi nhiều lĩnh vực thế nhưng Antonella Roccuzzo cũng không chọn theo đuổi các chuyên ngành mình học mà rẽ hướng làm người mẫu. Năm 2016, Antonella thông báo ký hợp đồng làm người mẫu cho nhãn hàng thời trang Argentina Ricky Sancani. Chỉ sau đó một năm, bà xã Messi đã bắt tay kinh doanh giày dép tại Barcelona, Tây Ban Nha cùng một người bạn. Antonella Roccuzzo có niềm đam mê lớn với thời trang, thường xuyên góp mặt ở các tuần lễ thời trang quốc tế danh giá. Có thể nói với những thành tựu đã đạt được, Antonella Roccuzzo được người hâm mộ nhận xét vô cùng xứng đôi vừa lứa khi so sánh với người chồng là cầu thủ nổi tiếng thế giới. Bản thân cô rất giỏi giang, có học thức và tự chủ tài chính. Việc nuôi dạy ba cậu con trai lém đỉnh còn đang tuổi ăn tuổi lớn là nhiệm vụ hàng đầu của Antonella Roccuzzo. Trong giáo dục con cái, vợ Messi được nhận xét là người bình tĩnh. Cô dành nhiều thời gian nhất cho con bởi chồng thường xuyên phải xa nhà để đi thi đấu. Dù sinh ra trong gia đình giàu có thế nhưng ba quý tử nhà Messi thường xuyên được giáo dục nghiêm khắc về tính lễ phép và tôn trọng người khác. Điều này được thấy rõ ở kỳ World Cup 2022. Người hâm mộ đã nhiều lần chứng kiến bà xã Messi nghiêm mặt chỉ dạy các con khi chúng có hành động nghịch ngợm quá mức trên khán đài. Trong một buổi phỏng vấn ở Argentina, Messi từng tiết lộ vợ anh quan trọng giáo dục con cái hơn bất kỳ giá trị nào khác. Có lẽ nhờ sự nghiêm khắc dạy dỗ từ người mẹ, ba cậu nhóc nhà Messi đều lớn lên ngoan ngoãn và vô cùng dễ thương. Bạn gái Ronaldo bị chê bai vì phá của. Georgina Rodriguez là người mẫu Tây Ban Nha gốc Argentina, xuất thân nghèo khó. Từ khi yêu Ronaldo, cuộc sống của cô thay đổi nhiều. Rodriguez được truyền thông săn đón và ký hợp đồng quảng cáo lớn, khác hẳn hình ảnh của Rodriguez khi còn là nhân viên bán hàng. Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo bên nhau nhiều năm, có hai con chung nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Thời gian qua có nhiều thông tin gần đây tiết lộ mối quan hệ giữa họ cơm không lành canh không ngọt. Ronaldo đã cảm thấy mệt mỏi với những hành động và tính cách kiêu căng của người tình Rodriguez. Cũng có thông tin cho rằng cặp đôi này có thể chia tay nhau nếu không thể hóa giải những mâu thuẫn. Ngoài ra gần đây một đồng nghiệp cũ cũng lên tiếng bóc mẽ con người thật của Rodriguez. Theo người này, bạn gái Ronaldo là người kiêu ngạo tham vọng luôn muốn cưới tỷ phú. Anh chia sẻ thêm trong clip cô ấy luôn thể hiện mình là người sang trọng bề trên ngay cả khi kinh tế khó khăn. Georgina hay lui tới chỗ người giàu và quen thân với kha khá người trong thế giới về đêm ở Madrid. Từ cô gái sống trong nhà trọ rải tiền, cô ấy đã thực sự vươn lên. Bạn gái Neymar và người mẫu Bruna Biancardi được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2021, nhưng đầu năm 2022 mới công khai. Năm ngoái đôi uyên ương có thời gian ngắn chia tay nhưng đến cuối năm quay về bên nhau. Tháng 4 vừa qua, Neymar và Bruna thông báo họ sắp có con đầu lòng. Trước khi hẹn hò Bruna Biancardi, Neymar có cuộc tình ồn ào 6 năm với nữ diễn viên đồng hương Bruna Biancardi. Ngôi sao đam mê tiệc tùng cũng không ít lần vướng tin đồn tình ái với loạt người đẹp. Tuần trước, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Neymar và Bruna Biancardi ký thỏa thuận lạ lùng cho phép chân sút 31 tuổi được ngoại tình. Nguồn tin nói tiền đạo Brazil được tự do tán tỉnh, thậm chí lên giường với người đẹp khác miễn là phải sử dụng bao cao su, không được hôn môi họ và mối quan hệ ngoài luồng và kín đáo.